Giới thiệu với các bạn em gái bạn chưa biết đặt tên em là gì. Một con cái rất là cái khuôn mặt rất là dễ thương. Giống chó hơn một cọc đuôi. Siro yên à, để yên quay cho em nó tí đã. Hey, nào. Xích cái đây. Xích đây. Đây. Rồi, liệu có tương lai gì không? Màu vàng. Cái mặt rất là baby. Đây. Cái. Siro chờ tí đi, để quay cho em nó tí đã. Xong rồi đến lượt Siro. Chị Siro đang ý kiến. Tại sao không quay chị Siro? Đặt tên em là gì? Hả? Sẹo hổ báo rồi này. Sẹo lồi lõm rồi này. Thế thì đặt tên em là gì? Cái tai của em rất là đẹp. Cái mặt cũng tốt. Tốt đấy. Đứng lên xem nào. Nào, đây một cá thể bắt ở trên bản ở Đồng Văn. Đứng đây, đứng 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 nào. Siro xích ra kia để quay em nó một tí. Nào, không gặm áo đâu. Để quay cái dáng đứng ở em nó tí. Ok. Đây, để cho nó đứng này. Thực ra là có mỗi mình thôi cho nên là úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, phá xích. Không, đừng có phản ứng. Đừng có phản ứng, xích tiến lên một tí này thì nó đỡ căng này. Có mỗi mình ấy, không làm kiểu gì cho nó đứng được. Ơi, thôi thì ngó tạm vậy. Cái góc nhìn của con mông cọc có lẽ là nên chúng ta sẽ nhìn nó hơi từ dưới lên thì nó chuẩn góc, bởi vì cái đặc điểm địa hình ở Hà Giang là cao nguyên đá, là nó có những cái mỏm đá và con chó nó leo trèo ở trên đấy, thì có lẽ là thường là người ta nhìn thấy là người ta nhìn con chó nó hơi nhìn hơi thấp từ dưới lên như thế này. Đấy, kiểu vậy là cái góc nhìn cái mặt của con cọc có lẽ vậy đi. Hey, gọi tên em là gì? Hả? Cụ tẻ quá. Nhìn mặt dễ thương thật. Sắc tố miệng. Đấy. Rất là tốt. Móng. Tốt luôn. Ok, cho em xuống chơi nhá. Nào, tháo công cụm xiềng xích. Rồi, ok, tự do. Xuống đây. Xem nào. Bỏ dây rồi. Bỏ dây thì lại ra cặm dây. Thu cái dây đi này.
cắt cái dây đi nhé. Hey. Đây là làm quen với lại các đại cà rốt. Làm quen với các đại cà rốt. Nào. Đây. Tầm này nó có nắng ban ngày nhìn trông nó rõ hơn. Vừa rồi là cái ánh sáng đèn điện. Xem đi lại. Con này nó rất là giỏi ăn vạ. Con nào mà không may mà chỉ cần cọ nhẹ vào nó cái là nó kêu nhích là nó đau lắm. Rottweiler. Cái con cọc tính cách của nó khá là tương đồng. À, cũng rất là điềm tĩnh. Cho ta và cho tây. Nói chung. Sắp cái chuồng này cho Melsi đẻ hột mà nhìn cái bụng của Pila cứ như kiểu là Pila bầu. Nằm chuồng này hợp lý, tưởng sắp đẻ. Mệt nha Pila nha. Pila này. Tốt bụng. Ăn leng beng cũng béo. Nào. Siro lên gọi em cọc xuống đây xem nào. Đấy. Để quay video. Một là Siro lên trên, Siro gọi em cọc xuống đây. Lên tầng trên gọi nó xuống đây. Nó trèo lên trên đấy làm gì đấy. Hai là nằm yên đấy chờ nó xuống. Đấy. Đang rít kêu gì đấy. Ok. Cái bản đã mò xuống. Đấy. Chưa chạm vào nó đã ý kiến này. À Pila nhặt đồ chơi và chơi em chơi đấy. Nhặt và cho đấy. Nào. Ok, thế là hôm đầu tiên cho em cọc ở cùng với lại mấy em rốt. Mấy em rốt đã rất là chiều. Rất chiều em cọc. Cho ở cùng với nhau để làm quen, sau nó đỡ cả khịa nhau. Đây. Rất là chiều. Còn nhặt đồ chơi cho nữa. À, thỉnh thoảng sẽ quay em cọc này để cho mọi người theo dõi cái sự phát triển của nó. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.